Xin chào các bạn lại quay trở lại kênh của Hiền Toyota nha. Trong một cái clip tổng hợp vừa rồi, mình nhận được rất nhiều yêu cầu các bạn hỏi về chiếc Fortuner 24 máy dầu. Có lẽ là cái chiếc xe này nó phù hợp với nhu cầu của nhiều người và cũng phù hợp với tình hình tài chính của nhiều bạn, nên là được rất là nhiều bạn quan tâm ha. Thì mình không có thời gian gửi clip riêng cho từng người nên mình quay cái clip này để các bạn nào quan tâm thì các bạn coi cụ thể luôn ha. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là một bản Fortuner máy dầu số sàn sản xuất năm 2014 nhé. Xe này thì không có kinh doanh dịch vụ, nhưng mà mặc dù là không kinh doanh dịch vụ nhưng mà là do là máy dầu nên km của bạn này cũng phải là hơn 10 vạn nữa ha, hơn 100.000 cây. Chính xác của nó là 150.000 km nha các bạn. Nhưng mà cái chất xe thì rất là đẹp, được bảo hành bảo dưỡng chính hãng ha, từ đầu đến đuôi luôn á, nên là các bạn cứ yên tâm, cái chất xe này thực sự là một chất xe rất đẹp. Các bạn nhìn là sẽ biết ha. Những bạn nào rành xe mà đã đi máy dầu thì các bạn sẽ thấy là đây là một chiếc xe mà các bạn đang quan tâm. Nó đúng là một chất của một chiếc xe đẹp, đúng chất. Phiên bản này có lỗ mũi là một phiên bản xài turbo nha, nên là máy rất là mạnh mẽ và nhiều bạn rất là thích luôn, rất tiết kiệm, tiết kiệm lắm luôn á. Nè, đèn còn mới tinh nè các bạn. Lý lịch bảo dưỡng cứ đúng 5.000 km vô trong hãng kiểm tra và thay thế định kỳ theo đúng tiêu chuẩn của Toyota, nên đây được là một chiếc xe, những chiếc xe mà như vậy mình rất thích, tại vì lý lịch rất là rõ ràng ở trong hãng ha. Rồi, chúng ta xem nội thất của bạn này. Đây, đây là nội thất của bạn Fortuner máy dầu 2014 nha các bạn. Dòng Toyota thì nổi tiếng về sự bền bỉ, và nhất là dòng máy dầu này, cái phiên bản này ha, rất là nổi tiếng về sự bền. Đó, bền và tiết kiệm và kinh tế nữa, cho nên là, và giá thành nữa, giá thành bạn này cũng khá mềm, cho nên là vừa cái túi tiền, vừa phục vụ được nhu cầu kinh doanh, vừa tiết kiệm, cho nên nhiều bạn rất là thích ha. Đây là lý do mà bạn này giữ giá nè. Vô lăng đi, các bạn kiểm tra ha, quá là đẹp luôn. Nếu mà các bạn mà đi coi xe ở một vài nơi, có thể các bạn sẽ nghĩ cái xe này chỉ 50-60 ngàn cây số thôi. Nhưng mà ở bên chỗ mình là số km bao nhiêu thì mình báo đúng như vậy để cho các bạn theo dõi, để mình theo dõi, mình bảo hành, bảo trì xe theo đúng cái km mà cái xe đang hiện hữu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đường chỉ zin từng đường nét một nè. Và đây là nội thất phía sau. Thì đang quay gửi đến các bạn một bản Fortuner máy dầu số sàn, phiên bản có lỗ mũi turbo, sản xuất năm 2014 nha. Đó, xe còn rất là keng và chất, thực chất đúng chất của một chiếc xe không kinh doanh dịch vụ nha các bạn. Và giá của bạn này hôm nay mình đang bán là 610 triệu. Một mức giá mình chỉ gia giảm một chút xíu thôi nha các bạn, tại vì xe này mình mua vô giá cũng cao và có những cái chi phí nữa, nên là các bạn nào thiện chí mua thì các bạn cứ coi trên clip này, và cái giá nó cũng đã rất là ổn rồi. 14 nha, phiên bản máy lỗ mũi và có turbo nên là rất tiết kiệm và rất là mạnh mẽ luôn. Rồi, màu bạc nữa, phù hợp cho kinh doanh ha. Mình đang quay ở cửa hàng Hiền Toyota nha, Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Đây. Nhìn còn sáng sủa lắm nhé mọi người. Xe nói chung là quá là ok theo cái đánh giá của mình nha. Còn đánh giá của các bạn thì các bạn nên thực tế đi, mà mình theo cái kinh nghiệm của mình và cái kinh nghiệm mua xe của mình thì đây là một chiếc xe khá là ok. Những chiếc xe mà không vô hãng lần nào mình rất là sợ nha, tại vì không biết cái lý lịch của các bạn ấy bảo dưỡng như thế nào, trôi nổi ở ngoài mình không quản lý nên mình rất là sợ. Khi mà mình đi vô trong hãng mình thay nhớt mấy cái bạn này mình rất thích,
xe đẹp lắm. Nhìn sạch sẽ ha. Rồi chúng ta đi coi máy của bạn này như thế nào. Này các bạn nhìn mép, những mép cảng luôn rất là liền lạc ha, đèn đuốc còn sáng nè, cabo còn zin này, sùng chỉ cabo zin theo xe ha, không có một chút lỗi nào cả. Đây là máy của bạn Fortuna, máy dầu 2014 nha các bạn, sản xuất năm 2014 luôn. Xe cực keng và giá chỉ có 610 triệu thôi, biển Sài Gòn. Bà nào ở Sài Gòn chỉ tốn khoảng 8 triệu tiền sang tên cho một chiếc máy dầu mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với túi tiền của các bạn. Và các bạn sẽ hỏi nè, nếu các bạn muốn góp được hay không, rất nhiều người hỏi câu này. Thì thực tế là các bạn biết rồi đó, trong thời gian vừa qua mình cũng đã gồng rất là nhiều để mà hỗ trợ cho các bạn có góp chừng 100-150 triệu cho một chiếc xe như thế này. Mà mình cũng đã gồng cái chi phí rồi, nói chung là tình hình tài chính mà mình không phải là ngân hàng, cho nên mức tài chính nào thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Nên là cái khoản mà mình cho các bạn vay chỉ chừng 100 đến 150 triệu thôi ha. Và xe này biển Sài Gòn thì rất thuận tiện cho việc mình trả góp. Các bạn nào nếu mà kinh tế các bạn chỉ có khoảng chừng 450-500 thì có thể mua xe này được, mình cho góp trực tiếp. Các bạn không phải mua bảo hiểm mà không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ, không cần phải tốn bất kỳ một cái chi phí nào khác ha. Và bên mình, các bạn khi các bạn muốn trả trước hạn, mình rất là sẵn sàng luôn và khuyến khích luôn. Khi các bạn mua xe trả góp, bạn trả trước hạn, bên mình sẽ bớt thêm cho các bạn một ít chi phí. Rất là rõ ràng, tại vì mình, mục đích của mình không phải là cho vay, mục đích của mình là bán xe nha các bạn. Mình chỉ là hỗ trợ trong lúc các bạn khó khăn. Ngân hàng không nơi nào cho các bạn vay thì mình sẽ là người hỗ trợ các bạn để các bạn có được một chiếc xe các bạn kinh doanh ha. Rồi Hiền cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh cho Hiền nhé. Hiền quay tại 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Đường Phạm Hùng nó có một khúc thôi. Các bạn đi tìm kiểu gì các bạn cũng nhìn ra cửa hàng của mình, rất là dễ nhìn. Trong cửa hàng có rất nhiều xe nha các bạn. Máy xăng, máy dầu, Innova, số sàn, số tự động và nhiều nhiều xe khác. Số điện thoại của Hiền là 0908 666 999, 0902 666 999, 0903 72 73 75 và nhiều số điện thoại khác. Các bạn cứ liên hệ hoặc tới trực tiếp coi xe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Hiền nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.